Giám chế Viên Mai, nhà sản xuất Trường Vọng, diễn viên chính Tư Cầm Ca Oa, Lư Yến, Sử Khả, Quan Văn Thạc, Vương Tử Văn. Khách mời Triệu Vi, với sự tham gia đặc biệt của Châu Nhuận Phát trong vai Phan Trì Thường. Âm nhạc Joe Hisaishi, đạo diễn Hứa An Hòa. Bộ phim Lạc Nhịp. Khoan khoan. Này, ông bị làm sao thế? Không phải tại tôi đâu, ông mới tự nhiên lăn ra thế đấy. Chắc là say nắng rồi, chẳng liên quan gì đến tôi đâu. Khoan khoan. Cháu đấy phải không? Khoan khoan. Cháu đây rồi. Giời ạ. Làm bác hết cả hồn. Bác xin lỗi. Sao bác lại quên mất cái chân của cháu cơ chứ? Cháu cao thế này rồi cơ à? Mẹ cháu cho ăn gì thế? Chào bác. Bác đi cẩn thận nhé. Ôi nóng chết mất. Nào, đi lối này. Khoan khoan. Cháu sẽ phải quen dần với chuyện này. Ở đây có người ngày nào cũng hát, mà lại rất đúng giờ, cứ như gà gáy ấy. Cái thứ loè loẹt. Cháu vào đi. Cẩn thận. Ấy, nước này không uống được đâu. Nước ngâm răng rào của bác đấy. Cũng tại bác cả. Xin lỗi cháu, khoan. Nói thì nói, uống cũng uống mất rồi. Nói xin lỗi tác dụng gì chứ? Phải, thế sinh ra lời xin lỗi làm gì? Buồn tiểu chết mất, phải vào toilet cái đã. Trời ơi, cháu không sao chứ? Đứng lên nào. Không sao. Lần sau nếu vòng bác có thứ gì kỳ quái, nhớ bảo cháu trước. Thứ gì kỳ quái cơ? 14 con chim đó hả? Bác chỉ để chúng bay lượn tự do một chút thôi mà. Đợi một lát, bác sẽ nhốt chúng vào lồng ngay. Hồi trước còn có. Đừng có kéo bác thế. Hồi trước còn có 15 con cơ. Tự nhiên một con biến mất. Chắc con Phi Phi đó là thủ phạm. Con mèo chết tiệt đó hả? Thức ăn hàng ngày của nó cũng còn ngon hơn của bác. Bác mua cho cháu cả quả dưa hấu to và cá nữa. Mấy thứ đó đang để ở tủ lạnh trong cửa hàng dưới nhà. Bác đi lấy nhé. Một lát bác về ngay. Vâng, được ạ. Đổ loè loẹt.
Alo. Bác ấy không có nhà ạ. Vâng, được ạ. Tạm biệt. Bà Diệp có nhà không? Tôi vào nhé. Bà có nhà không, bà Diệp ơi? Cháu là ai? Cháu trai bà Diệp đúng không? Cháu là cháu họ đằng ngoại ạ. Bà ấy bảo có con gái đang sống ở Los Angeles. Cháu biết cô ấy không? Cháu không biết. Bác hỏi bác cháu ấy. Này, vuốt nó đi. Chán quá. Chuyện tốt thế này mà sao bà ấy lại không có ở nhà cơ chứ? Thế này nhá, khi nào bà ấy về, cháu nhắn lại là có hàng xóm đến bảo bác đã sắp xếp xong chuyện làm gia sư. Mai thử việc, đừng quên đấy. Bác họ Thủy, cứ gọi bác là Thủy, chữ Thủy trong đại hồng thủy ấy. Nhớ kỹ nhá, không được quên đâu đấy. Vâng. Hai đồng một cân. Được rồi. Đi nào, khoan khoan. Cảm ơn cháu đã cùng đi thử việc với bác. Cháu là nhân vật chính trong sách lược của bác. Nếu điều kiện nhà đó đưa ra hợp lý thì tốt rồi. Còn nếu không, bác sẽ mượn cớ cháu cần người trông nom, thế là từ chối được rồi. Ở đời nhiều chuyện phải có sách lược lắm cháu ạ. Cánh gà thơm quá. Ai đây? Bà Diệp. Bà xem này. Xem kiểu đầu mới của tôi này. Bà thấy có đẹp không? Đằng trước, đằng sau. Ngày nào cũng đổi màu tóc thế, bà không thấy mệt à? Tôi thấy kinh hoàng lắm. Kinh hoàng thì còn đúng, chứ có gì phải mệt đâu. Chăm chút cho mình xinh đẹp cũng là một thú vui đấy. Tôi thấy bà để tóc bạc còn đẹp hơn. Thế thì bà không hiểu rồi. Đầu tóc phải hợp với quần áo chứ. À, thế hôm nay từ việc thế nào? Ngày mai tôi bắt đầu đi làm. Thế à? Mai đi làm luôn sao? Đúng thế. Chúc mừng bà. Lần này nhất định phải khao đấy. Khao, khao chứ. Chúc mừng nhé. Khoan khoan, cháu thấy bà đó trông giống thứ gì? Cháu chẳng biết. Giống con cá đai không? Bác gọi bà ta là cá đai xám. Cái bà suốt ngày hát ấy. Lúc nào cũng như vui lắm ấy. Còn bác lúc nào cũng đố kỵ bà ấy. Cái gì? Cháu bảo bác đố kỵ với bà ấy. Mấy người trong cái tòa nhà này toàn là những kẻ chẳng ra gì. Đường đường chính chính tốt nghiệp đại học như bác chả có mấy người đâu. Ngày xưa năm nào bác cũng là lao động kiểu mẫu đấy. Mọi người đều khen ngợi bác. Còn bà ta chẳng qua cũng chỉ có vài đồng bạc thôi. Tốt đẹp gì đâu chứ. Rõ thật là suốt ngày hát hò òm tỏi, chó mèo kêu gào ầm ĩ. Còn bác lại khác, cả đời thanh cao. Bác ơi, cháu nhờ bác một việc được không? Tất nhiên, chỉ cần bác làm được. Bật điều hòa được không bác? Cháu nóng quá. Ý cháu là sao? Chẳng nhẽ bác đối xử không ra gì với cháu? Khoan khoan, bác bị viêm khớp mãn tính.
không được để lạnh quá hay nóng quá. Đắp chăn bông không được, mà không đắp cũng không được. Thằng nhóc này, hồi bé, bác còn chẳng biết quạt điện là cái gì. Tối qua bác ngủ không ngon, bị mất ngủ. Có động đất bác cũng chẳng biết. Đây là sinh hoạt phí của cháu. Từ giờ mỗi khoản cháu tiêu sẽ trừ dần vào chỗ này. Bài học đầu tiên là con rơi. Đọc nào. The bat. Không phải, mà là the. Cái giọng Thượng Hải gì thế? Đừng cười, thử lại nào. Đây, đúng rồi. Giờ cô sẽ đọc một câu chuyện bằng tiếng Anh nhé. Nghe này. Khoan khoan. Khoan khoan. Như Lan à? Khoan khoan có gọi cho em không? Không chị ạ. Sao thế? À không có gì. Chỉ là lúc chập tối chị về nhà không thấy cháu. Đến giờ vẫn chưa thấy nó về. Có nên gọi cảnh sát không? Ôi cái thằng này, lại thế rồi. Thế là có ý gì? Không sao đâu chị ạ. Chị kệ nó. Đây không phải lần đầu nó chơi cháu mất tích thế này. Thường thì khoảng 7 giờ tối hôm thứ ba nó sẽ quay về. Chị cứ đợi thôi. Không còn chuyện gì nữa đúng không? Em đang họp, lúc khác nói chuyện nhé. Bạn là Lục Công Chúa phải không? Ừ. Mình là Thất Hiệp đây. Cậu 18 tuổi sao? Hay bị suy dinh dưỡng? Tôi đang hỏi cậu đấy. Tôi 12 tuổi. Lại còn tàn phế. Muốn nhìn nữa không? Ngồi xuống đi.
cho cậu xem một tiết mục. Ôi, có khách này. Cậu chắc là Phương tiên sinh đúng không? Lâu lắm rồi cậu không lại chơi. Thằng Tiến rồi nên quên chúng tôi đấy à? Đúng là quý nhân hay quên. Được, bà ra ngoài chơi đi. Trời, đúng rồi, tôi còn bao nhiêu việc. Chào cậu nhé. Bà ngoại tôi đấy. Thế bố mẹ chị đâu? Ở Tân Cương. Họ ly hôn rồi. Cả hai đều tái hôn rồi. Có con nữa. Chính bà ngoại làm hỏng mặt tôi. Lúc tôi lên 4, bà tắm cho tôi, rồi bế tôi lên giường. Tôi cựa quậy nên bà tuột tay, đánh rơi tôi xuống bếp than. Cái bếp đằng kia kìa. Lúc nào tôi cũng ghét bà vì chuyện này. Nhưng giờ bà già rồi, còn bị chứng Alzheimer nữa. Bà quên sạch mọi thứ. Có ghét bà cũng chẳng tác dụng gì. Cô Diệp, cô vất vả quá. Đây là chút tấm lòng của gia đình chúng tôi. Mong cô nhận cho. Chả là thế này. Theo lời mấy vị chuyên gia, họ nhận xét khả năng tiếng Anh của cô rất tuyệt vời, nhưng lại không hợp để dạy thằng bé nhà tôi. Cô nói tiếng Anh. Cách phát âm như thế rất cổ điển. Nhưng Đông Đông nhà chúng tôi kiểu gì cũng đi Mỹ. Nói tiếng Anh Mỹ có lẽ vẫn hơn. Thế nên, chúng tôi không muốn mất thêm thời gian quý báu của cô nữa. Nhưng tiếng Anh mới là chuẩn mực nhất. Đúng thế, cũng giống như tiếng Hán cổ vậy. Nhưng giờ có ai nói nữa đâu. Phải không? Vậy đi nhé. Chào cô. Cô dọn cái đống rác rưởi đó đi được không? Sao để thế này được? Cô điếc đây à? Tôi bảo cô dọn cái đống rác rưởi này đi. Bà là ai hả? Tôi là ai á? Công dân chứ ai? Đồ thần kinh. Tôi chẳng cần biết cô là con nhà lành hay nhà tướng cướp. Nhưng gìn giữ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người, cô biết chưa hả? Ôi trời đất, cô làm cái gì thế? Được rồi, cứ chờ đấy. Chờ xem tôi sẽ làm gì. Đây, cô ta đây. Cô làm trò gì thế? Hành động của cô đã vi phạm quy định vệ sinh môi trường của thành phố. Đúng, cô còn muốn lý sự hả? Đồng chí cảnh sát, tôi không tin chính nghĩa không thắng được gian tà. Cô có biết hành vi của cô là gì không? Vi phạm đạo đức xã hội, cô biết chưa? Cô phải hiểu, phải cư xử cho văn minh lịch sự. Không phải tháng văn minh lịch sự, vẫn cứ phải giữ văn minh. Cô hiểu chưa? Tôi sai rồi. Nhận sai rồi mà vẫn chưa được sao? Tôi từ nơi khác đến. Đồng chí cảnh sát, cô viết bản kiểm điểm đi. Rồi dán trước cửa đây này. Hiểu chưa? Alo, Diệp Như Đường phải không? Vâng, tôi đây. Cháu bà bị bắt cóc rồi. Bà chuẩn bị 5 vạn tệ, 2 giờ đêm nay mang đến chỗ tôi bảo. Nếu gọi cảnh sát, tôi sẽ giết con. Tôi đào đâu ra ngần đấy tiền chứ? Bác ơi, cứu cháu.
Sao mãi chưa thấy điện thoại vậy? Đừng nóng, rồi chúng sẽ gọi thôi. Bác đừng sợ, cứ bình tĩnh. Trả lời điện đi. Alo, tên lưu manh đó hả? À không, tên bắt cóc đó hả? Đúng 2 giờ, bà mang tiền để lên thùng rác ở số 2, đường Hà Nam, Tô Châu. Nhận được tiền tôi sẽ thả người. Bác đừng sợ. Cứ bỏ tiền đúng địa điểm và quay lại ngay. Cứ đi thẳng, đừng nhìn chúng tôi. Được. Bọn lưu manh sẽ không bắn tôi đúng không? Không đâu. Bác đi nhanh đi. Cẩn thận đấy. Các anh nổ súng cũng đừng có bắn chúng tôi. Bác yên tâm. Khoan, chạy đi, chạy mau. Kế hoạch này do tôi dàn dựng. Bà xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Đang yên đang lành, dựng chuyện này làm gì? Rốt cuộc, mục đích của bà là gì? Không biết. Chẳng liên quan gì đến bác ấy. Đấy là chủ định của cháu. Được, thái độ tốt lắm. Thế động cơ của cháu là gì? Để giúp chị Phi Phi đi phẫu thuật chỉnh hình ở Hàn Quốc. Đây là số tiền còn lại. Còn đây là hóa đơn của số đã chi tiêu. Cháu cầm lấy. Nhưng tiền nước và tiền điện phải tính toán rõ ràng. Bác mua vé tàu rồi. Chuyến chiều mai, mẹ cháu sẽ ra đón. Lát nữa, bác sẽ đưa cháu. Ôi, Diệp ơi, lúc nãy, suýt chút nữa, cái mạng già này đã không còn. Sao thế? Tôi xin miếng nước. Bà kể xem nào. Để tôi kể bà nghe. Tôi đi thang máy, cô chồng thang máy lại đang đi vệ sinh, nên tôi tự ấn nút. Nhưng lên đến tầng 8, tự nhiên dầm một cái. Là bị làm sao? Thang bị hỏng, còn tôi bị nhốt trong đó. Sợ chết khiếp đi được. Hồn vía lên mây cả. May mà có cái di động. Thế là tôi gọi 119. À, 110 cầu cứu. Nếu không chắc mất mạng rồi. Ôi trời, hại quá. Thế nên tôi bảo này, bà Diệp, có tiền hay không, bà cũng nên mua lấy cái điện thoại. Bình thường cũng cần lắm đấy. Tôi không dùng thứ đó đâu. Như mấy cái máy gắn lên người động vật hoang dã ấy. Bà chẳng theo kịp thời đâu. Quê quá. À, con gái với con dệt tôi chuẩn bị đi Đông Nam Á. Nhân dịp đưa tôi đi cùng để tôi bớt sợ. Tôi đưa cả Phi Phi đi cùng nữa. Cô giúp việc tạm thời cho nghỉ. Bà để ý nhà cửa giúp tôi nhé. Chỉ đề phòng thôi mà. Cảm ơn bà nhé. Trong nhà thì được. Nhưng nếu mất mát thứ gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Này tôi bảo nhé. Cháu bà còn bé mà to gan quá. Trông chừng nó kỹ vào. Đừng để nó lồng bồng bên ngoài nhiều. Kẻ xấu giờ nhiều lắm. Tôi về đây. Có việc gì gọi tôi nhé. Tôi đi du ngoạn đây. Từ lúc gặp bác sĩ tháo bột hôm qua, bác thấy cháu như con gà mới nở ấy. Cháu vẫn chưa đi lại bình thường được.
từ từ sẽ ổn thôi. À đúng rồi bác ơi, bác giúp cháu một việc được không ạ? Việc này quan trọng lắm. Bác chuyển cái đĩa này cho Phi Phi được không? Không phải con mèo đâu, cháu tải cái này cho chị ấy. Cháu có mặt mũi nào gặp chị ấy nữa. Bác ơi, cháu còn trộm của bác một bức tranh nữa, giờ cháu trả lại bác. Cháu cứ giữ lấy đi. Tác phẩm của bác cũng có giá trị nghệ thuật đấy chứ. Vâng. Bác ơi, từ giờ bác lại phải ăn cơm một mình rồi. Được rồi, không phải lo cho người già. Bác không đợi đến lúc tàu chạy đâu. Ngày lành tháng tốt nên cười vui. Cớ sao cầu lại nhỏ giọt châu? Giờ đây là lúc để thấu hiểu. Đời người có vinh hoa phú quý, cũng có cả cơ hàn bi thương, và cả lúc than khóc khổ đau thất vọng. Người trong kiệu cớ sao đàn lạc điệu, chắc hẳn trong tâm có ẩn tình. Hoan hô! Hay! Hay lắm!
Vị nữ sĩ đây hát thử một đoạn đi nào. Thử đi nào. Tôi hát dở lắm. Đừng khách khí. Tôi có được học chút ít, nhưng lâu lắm rồi chẳng tập luyện. Không sao đâu, hát thử đi. Để tôi cầm hộ. Cảm ơn. Bà Vương Biệt Cơ hát điệu xanh. Xin lỗi. Được rồi, hát nửa khúc nhé. Cả lời đọc nữa. Đại vương say, ngủ trong màn. Thiếp không thể dừng bước, đi vòng ngoài màn. Tôi theo phái Tạp gia. Bản thân tôi cũng không rõ mình thế nào. Tôi từng dạy học, chuyên nghiên cứu sở từ, từng làm bác sĩ đông y, cũng thường nghiên cứu học vẽ tranh thủy mặc. Cả đời tôi chỉ hứng thú với cái đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, thức ăn đẹp. Những thứ không đẹp tôi không tài nào chịu đựng được. Ví dụ như bài thơ Ly Tào của Khuất Nguyên. Tất cả là theo đuổi cái đẹp. Ông dùng vẻ đẹp của cỏ thơm để thể hiện phẩm chất của mình. Hồi còn trẻ, tôi có viết vài bài thơ. Cả đời chỉ có đôi dòng lệ, nửa vì phù du, nửa mỹ nhân. Tính cách của tôi có lẽ giống mẹ. Cha tôi là nhà buôn tơ lụa, mẹ tôi là vợ hai của ông ấy. Chào ôi, lúc còn nhỏ, tôi rất sợ ở phòng trống, kinh hãi và u ám lắm. Mẹ tôi bị thất sủng, bà cô đơn, tính tình nóng nảy. Thế nên tuổi thơ của tôi bị đè nén ghê gớm. Tôi chưa thấy bà mẹ nào nghiêm khắc như mẹ tôi. Ngoài việc bắt tôi đọc sách làm thơ, bà chưa từng nói chuyện với tôi hồi nào. Chỉ có bác quan tâm đến tôi. Lúc bé, tôi làm thơ cho bác đọc. Bác đánh giá thơ của tôi là quần thi như mỹ sắc. Bác nói thơ của tôi như người con gái đẹp. Thế là tôi dương dương đắc chí, tự đánh giá mình cao. Cô phục vụ. Vâng, tính tiền. Hồng trần tri kỷ, khó tìm biết bao. Bữa này tôi mời nhé. Ôi ngại quá. Ờ hay. Tôi là đàn ông mà. Trẻ chở phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông. Cái hay của bài Ly Tào chính là ở chỗ lấy nữ giới làm trung tâm. Theo ý tôi, phàm là thi nhân mà xem thường phụ nữ thì chỉ là hạng hạ, bao gồm cả Lý Bạch. Ông ta chẳng phải thi nhân vĩ đại gì hết. Đỗ Phủ mới là hạng nhất, cả Khuất Nguyên nữa. Xin lỗi. Tôi bị đau mắt hột. Để tôi xách cho. Ngày trước, nhà tôi ở sau khu nhà kia kìa. Giờ chẳng còn gì nữa. Đúng là phù thiên địa giả, vạn vật trì nghịch lữ, quan âm giả, bách đại trì quá khách. Dưới bầu trời này chẳng có gì là của mình hết. Tổ Đồng Phà nói rất hay, trường hận thử phân phỉ ngã hữu. Ngay cả đến thân thể của chúng ta cũng chẳng phải của chúng ta. Cho tôi vay 300 tệ được không? Tôi xuống hiệu thuốc dưới kia mua ít thuốc. Không vấn đề gì. Vừa đủ 300 tệ, cầm đi.
Giờ bà mới tới sao? Chúng tôi chuẩn bị về. Phan Chí Thường có đến không? Hôm nay không thể đến. Ông biết ông ấy sống ở đâu không? Không biết. Lần trước bà gặp cũng là lần đầu tiên ông ấy đến hát. Cái gì? Sao thế? Ông ta mượn. Bỏ đi. Không có gì. Tôi đi đây. Bà hát một đoạn nhé. Tôi đi đây. Chào các ông. Nào, nghỉ thôi. Có cần đến bệnh viện không? Cứ xem như tôi lo chuyện không đâu. Nhưng có thể hỏi cô làm sao không? Tôi làm thuê ở một nhà hàng. Họ nợ lương của tôi. Lúc tôi đòi, bọn họ ra tay đánh tôi. Tôi chả sợ ai. Tôi đánh chết mấy con rùa. Bà trứng thối đó. Đúng là thời đại nào rồi. Phải có luật pháp chứ, đúng không? Có cần tôi đi nói phải quấy với họ không? Tôi không thể tiếp tục gây họa. Lỡ như tôi có chuyện gì, con gái tôi chết mất. Nó còn đang nằm viện kìa. Tôi còn phải kiếm tiền trả viện phí. Bác ơi, bác là Bồ Tát sống. Bác cho tôi ít tiền được không? Tiền cô kiếm được sao không dùng, lại đi xin tiền tôi. Cháu xin bác, cháu không phải ăn xin. Nhưng cháu xin bác, đừng có động vào tôi. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Cái gì thế không biết? Coi như bị cô lừa thì tôi cũng đành chịu vậy. Nào, đưa tôi đến viện xem sao. Đợi chút, con gái cô đang trong viện đúng không? Đợi một lát. Đợi cháu ăn xong một lát thôi. Nào đi thôi. Tránh đường nào. Bố nó đâu? Làm công nhân ở công trường Phổ Đông. Anh ta phải kiếm tiền. Cháu bị bệnh gì vậy? Suy hô hấp. Bác ạ, thà rằng cháu nó đi hẳn. Bác xem, cháu nó chịu đựng đã đành, lại còn liên lụy cả chúng cháu. Chẳng thà cháu đẻ đứa khác. Cô bảo tôi giúp cô thế nào đây? Thu nhập của tôi cũng có hạn. Hay thế này đi, cô đến giúp việc cho tôi. Tôi sẽ lo ăn ở và 200 tệ mỗi tháng. Thật ra, nhà tôi cũng chẳng có việc gì đâu. Nhưng ít ra, cô cũng không phải lo chỗ ăn ở. Tốt rồi. Dù sao tôi cũng cần người bầu bạn. Xưng hô sao đây? Kim Vĩnh Hòa ạ.
Honey à? Ai đấy? Honey? Ai đấy? Cô làm gì thế? Cô phải làm việc cho tôi cơ mà. Tôi đang hỏi cô đấy. Cháu đi mua bình hoa. Cô cùng đường rồi có mua thứ này làm gì? Đừng có hưởng thụ như thế được không? Bác ơi, cháu có việc. Không phải cháu tiêu lung tung đâu. Bác mặc kệ cháu. Mặc kệ cô. Bác ơi, cháu ra ngoài có chút việc. Giờ cơm đừng đợi cháu. Cô tặng quà ai đó hả? Hay tặng bác sĩ đúng không? Cô không thể chẳng nói chẳng rằng như thế được. Này. Muốn chết, cũng đừng chết dưới xe tôi chứ. Mang vật đèn đến cho tôi, đồ hạ tiện. Cô cố tình muốn chết, chán sống rồi à? Đền mình gốm thành hoa đó cho tôi. Tôi mua mất 800 tệ đấy, đền đi. Bà tự làm vỡ, chẳng liên quan đến tôi. Đừng có giở trò, bình gốm này bà tưởng tôi không biết sao. Cút mau, tôi có hóa đơn đây. Đừng hỏng chối, đừng hỏng trốn. Có giỏi thì nghiến qua xác tôi đi. Gọi cảnh sát đi. Phí cho cô 200. Hời cho tụi bay đấy. Tránh ra. Kim Vĩnh Hòa, đừng bước chân vào nhà tôi nữa. Cũng đừng làm phiền, nếu không tôi báo cảnh sát. Diệp Như Đường. Tôi mua 2 cái. Đủ không? Đủ rồi. Tôi vẫn định trả tiền bà đây. Mẹ tôi mất rồi, cho nên vẫn chưa đến tìm bà. Đến nhà bà ăn tối được không? Ăn tối ở nhà tôi được không? Tùy ông thôi. Tôi đi mua chút hoa quả. Loại này bao nhiêu?
Chắc phải leo bộ. Không có thang máy à? Có cũng không được dùng. Trước giờ chưa từng có đàn ông lạ đến nhà tôi. Bây giờ đột nhiên có đàn ông đến không minh bạch, người ta lại xì xào. Tôi không muốn hủy hoại sự thành bạch của mình. Tôi hiểu. Bà ở tầng mấy? Tầng 12. Không được rồi, thực sự không được rồi. Không được, tôi không leo được nữa. Bỏ đi, tôi không lên nhà bà nữa. Còn 3 tầng thôi. Cứ coi như chúng ta đang leo núi. Đúng là như leo tuyết sơn, vượt thảo nguyên. Trời ơi, ông là đàn ông, sao có thể thua tôi chứ? Nào, hạ quyết tâm. Trời, chết tiệt. Thôi, bỏ đi. Tôi cũng đang mệt đến nỗi muốn vứt nó đi rồi. Không được, vứt nó khác nào vứt tiền, anh biết chứ. Trời. Dưa hấu cát đấy. Ngọt lắm. Thật hả? Ăn ở đây luôn đi. Ngồi đâu ăn chả như nhau. Kìa, vẫn còn một nửa đấy. Phi, về nhà nào. Về ăn này. Phi. Đi mau, xuống dưới. Trời ạ. Tôi đi cùng bà thì sao? Sao cứ phải lén lén lút lút? Cứ bảo tôi là em họ bà. Sao anh không nói sớm? Nếu thế đã không phải leo thang bộ. Đến tầng 10 mới vào thang máy vậy. Tôi đưa cậu em họ đi loanh quanh. Cậu ấy làm về nhà đất. Nhà tôi ở đằng kia. Sắp đến rồi. Bà Thủy. Đây là cậu em họ tôi. Cũng từ Mỹ về à? Chào chị, tôi mới về cũng không lâu. Ừ.
Ăn thôi. Bát cơm nhà bà trông y như của nhà mẹ tôi vậy. Thật giống như ăn cơm ở nhà. Cụ ấy sống đến 87 tuổi thì qua đời tại gia đúng không? Thế cũng coi như thượng thọ. Đừng quá đau lòng. Nào, thử món sườn xào chua ngọt tôi làm xem. Ngon không? Thử đi. Ngon lắm đấy. Ngon không? Sườn bà kho, mùi vị cũng như mẹ tôi làm. Cho nhiều đường quá. Ông đừng khóc. Cũng già rồi nên mau nước mắt. Đời tôi khổ lắm. Kết hôn 3 lần đều thất bại. Tôi buồn phiền suốt 50 năm rồi. Thế cũng tốt mà. Cũng chẳng phải lo lắng gì. Ông cha bảo Tô Đông Phà có câu trường hận tử thân vì ngã hữu, đúng không? Thực tế trên đời này có rất nhiều thứ không thuộc về chúng ta, đúng không nào? Đừng quá đau lòng. Ông như thế tôi cũng đau lòng lắm. Chọn mới, thỏa đam mê với thế hệ đầu thu vệ tinh thông minh VTC HD05i. Công nghệ khác biệt, kết nối và giải trí đa phương tiện trên nền Internet. Xem phim, nghe nhạc từ ổ cứng, thẻ nhớ. Truyền hình độ nét cao VTC HD hấp dẫn với hơn 20 kênh HD. Và thưởng thức trận cầu đỉnh cao của giải Ngoại hạng Anh vô địch quốc gia Đức với bình luận viên Quang Huy. Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 1530 nhánh 1 hoặc www.truyenhinhso.vtc.vn. VTC, truyền hình của người Việt. Âm mưu và thủ đoạn. Những mối quan hệ phức tạp. Đâu sẽ là lối thoát? Đón xem bộ phim Sóng Gió Bạch Gia lúc 17 giờ từ ngày 15 tháng 12 trên kênh VTC1. Thông minh, năng động, xinh đẹp. Có niềm đam mê vô tận với những truyền thuyết bí ẩn của Tokyo. Tsukiko Otonashi, nữ thám tử xinh đẹp luôn làm khuynh đảo sở cảnh sát Tokyo, nơi được mặc định là thế giới của các chàng trai. Liệu niềm đam mê đặc biệt có giúp nữ thám tử phá án một cách nhanh nhất? Mời quý vị đón xem 12 tập phim truyền hình Nhật Bản Nữ thám tử xinh đẹp, phát sóng 20 giờ 50 phút bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 2014 trên kênh VTC1 và VTC1 HD. Anh cứ tưởng mình đã không thể nữa. Bản thân em cũng thấy bất ngờ. Cho em xem thứ này. Nàng xem, đây là trang phục biểu diễn ta sưu tầm. Đúng là rất đẹp đấy. Chụp cho chàng tấm ảnh. Chàng thấy thiếp có đẹp không?
đẹp lắm, lại ngắm xem thiếp có đẹp không. Đẹp, quá sức đẹp. Chỉ tiếc là bụng to như cái trống. Anh sẽ đưa em đi bơi. Em mặc cái gì thế? Em tự đan đấy. Trông được đấy chứ. Em bị viêm khớp. Sáng tạo đấy chứ. Em bơi đây. Em xuống nhé. Anh Phan. Không cần. Tôi biết bơi mà. Em không sao chứ? Cũng may mà được anh cứu. Cô ơi, sao lại làm thế? Đang trồng kỳ mà còn xuống nước. Không phải. Bà Diệp ơi, ở đây hả? Này, em họ bà không ở đây à? Bà lo nhiều chuyện quá đấy. Ái chà, e rằng em họ không phải là em họ rồi. Ôi chào, xem bà kìa, đỏ mặt rồi còn gì. Bà không giấu được cặp mắt tình tường của tôi đâu. Chả em họ tôi, chẳng lẽ là em họ bà? Ôi dào, e rằng mình tù sạn đạo mà lại ám đội trần thương. Ngay cả Phi Phi của tôi cũng còn nhận ra. Đừng có sỉ nhục tôi. Bà Diệp à, bà che giấu giò thật đấy. Bên ngoài tưởng chừng đoan trang hiền thục, nhưng bên trong thì... Đổ tâm thần. Sao anh lại xuất hiện làm gì? Anh đến nhà em. Anh đừng có ngày nào cũng đến được không? Già cả rồi, người ta lại nói ra nói vào. Sao cả em cũng kỳ thị người có tuổi? Người già cũng được tự do yêu thương nhau chứ. Tự do cái gì? Mỗi bữa anh đến ăn nửa cân sườn, tôi nuôi không nổi đâu. Anh đưa em đến chỗ này. Chỗ nào? Tôi không đi. Đi nào. Đừng kéo tôi như thế. Thôi nào. Nhanh lên. Chỗ nào thế? Đừng hỏi. Anh đưa tôi đi đâu thế? Đi nào. Anh sao thế? Đưa tôi đến nghĩa địa làm gì? Xem cái đã. Anh Phan, không phải anh muốn sống không cùng giường thì chết chung huyệt với tôi đấy chứ? Là anh muốn cùng nhau làm giàu
Mấy hôm trước, mua đất để an táng mẹ, anh mới phát hiện một cách phát tài. Người Trung Quốc coi trọng chuyện mồ mả, làm người ai mà chẳng chết. Nhưng người nhiều mà đất chỉ có hạn. Đất mộ cũng như nhà ở, không bao giờ là đủ hết. Hơn nữa, nhà còn được thừa kế, chứ mộ thì không. Đầu tư bất động sản cần vốn lớn, chúng ta kham không nổi. Nhưng đất mộ chi phí ít, chúng ta lo được. Anh nghe ngóng thấy, một mộ đơn giá vào khoảng 6.000 tệ. Mộ đôi thế này thì 10.000. Đầu tư đất mộ sao? Em hiểu rồi. Kiểu như hàng chờ ngày giao. Ôi, em thông minh quá. Anh Phan, em thấy không? Chúng ta mua vài khoảnh đất mộ, bán sang tay là có lời rồi. Kinh doanh đất mộ, sau này là nghề hốt bạc đấy. Em không được nói cho ai biết bí mật làm ăn này đấy nhé. Em thấy ở tuổi này, có người giúp em phát tài, đúng là tình yêu lớn nhất. Sao giờ mới tới? Vào thôi. Nào. Em nhảy hả? Trời, anh không sợ đất mộ đó bị bán hết sao? Giờ người có tiền nhiều lắm. Có tiền thì sao chứ? Mấy kẻ được thông minh như anh. Vào thôi. Vị trí nghĩa trang này của chúng tôi có thể coi là vô tiền vắng hậu. Bốn phía đều có sơn thủy. Mộ trong nghĩa trang này được chia thành các cấp, cao, trung và thấp. Ngoài ra, còn chia thành hai khu đông tây với kiến trúc khác biệt. Ông bà có thể thấy chỗ này rất tuyệt. Anh Phan, chúc mừng cho hai chúng ta. Già rồi, vẫn còn gặp may lớn. Sau này, đừng nói là nửa cân sườn, cả cân em cũng không tiếc. Tuyệt. Anh có một kiến giải hơi hoang đường thế này. Phụ nữ chia làm hai loại, là mỹ nhân và gia nhân. Biết vì sao không? Mỹ nhân thích mẫu đàn ông có sức mạnh, thế nên mới có câu anh hùng mỹ nhân. Thường là thích cơ bắp. Như ngu cơ thích anh hùng cái thế, có sức rời non lấp biển. Gia nhân thì khác. Gia nhân thích đàn ông có đầu óc, thế nên mới gọi là tài tử gia nhân. Mến mộ đầu óc, tài trí hơn người của họ. Em được tính là gia nhân. Thật ư? Xuân xanh tròn 16, sinh trưởng nơi cơ hàn. Xuân cô độc bên khung cửa, phí hoài dung mạo như hoa. Hay tuyệt. Ôi trời, sao anh không đóng cửa? Hàng xóm nghe được phiền lắm. Ôi trời, nó chui vào từ lúc nào thế? Anh cũng không biết. Phi Phi. Phi. Phi Phi ơi. Bà Diệp à, mở cửa đi. Đừng để con mèo kêu. Nhất định không được kêu. Đến đây, đến đây.
thấy xe. Đây, đây. Bà Diệp ơi, bà thấy con Phi Phi nhà tôi đâu không? Có qua đây không? Không thấy. Ngay rồi, Phi Phi nhà tôi không thấy đâu. Tôi có linh tính, có chuyện không hay với nó. Trời ơi bà Diệp, làm thế nào đây? Bà ấy đi rồi. Anh sao thế? Phi Phi. Phi Phi ơi. Phi Phi. Phi Phi ơi. Phi Phi ơi. Đừng như thế. Đứng lên nào. Cùng lắm, mai mua đền bà ấy còn khác. Đứng lên nào. Thế anh về trước nhé. Alo. Alo. Anh Phan à? Anh đây. Sao muộn thế rồi mà em chưa ngủ? Em muốn... Chính là con nào đó. Em, bà Thủy có bỏ qua cho em không? Anh không có ý kiến. Em cứ tùy liệu mà làm. Nghỉ đi, mai dậy rồi nói. À mà, mộ của người khác phải đổi tên chủ sở hữu. Em phải làm thủ tục đấy. Nhưng làm sao mà đổi tên cho mèo được chứ? Ôi bác ơi, có phải văn phòng Nghĩa Trang đây không? Họ chuyển đi rồi. Chuyển rồi, chuyển đi đâu? Không biết. Chúng tôi từng hợp tác với công ty Đường Đến Thiên Đường đó. Nhưng nửa năm trước đã hủy hợp đồng với họ rồi. Còn khoảnh mộ này bác mua, hai tháng trước đã chôn người rồi. Bác xem đi. Bà vợ mất, nhưng ông chồng vẫn còn sống. Ra là tôi mua mộ này công to rồi. E rằng bác bị lừa rồi. Diệp à, anh thật sự không ngờ có việc này. Anh cũng qua văn phòng Nghĩa Trang đó, nhưng chẳng thấy ai. Anh báo cảnh sát rồi. Phan Trì Thường, anh nói thật tôi nghe, có phải anh và bọn chúng cùng không? Tôi sẽ không làm to chuyện đâu, chỉ cần anh nói thật. Anh cũng mua mà,
Sao em có thể nghi ngờ anh chứ? Anh có xấu xa cũng không đến mức đó. Vậy sao vừa mới đó đã xảy ra chuyện? Sao lại trùng hợp thế chứ? Anh không muốn giải thích gì nữa. Lòng anh ngay thẳng. Tôi thực sự mong anh không lừa tôi. Tôi gần này tuổi rồi. Nếu tôi 17, 18 mà bị anh lừa, ít nhất tôi vẫn còn kiếm lại được đúng không? Nhưng đến giờ, anh đang dồn tôi vào đường cùng. Anh biết không? Bao lâu nay, chằm chằm tích cóp. Thế mà nháy mắt đã trắng tay. Sao anh còn ở đó làm gì? Đi đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Đi đi. Phải ở cạnh em. Ai cần anh? Cút đi. Cút đi. Cút đi. Sáng rồi. Em bảo trọng nhé. Anh đi đây. Xin hỏi có chuyện gì không? Bà Thủy có nhà không? Lúc đưa đến viện đã không kịp rồi. Thank you.
Bác là bác Diệp phải không? Vâng. Anh là ai? Cháu là chồng Kim Vĩnh Hoa. Cô ấy bị bắt, bị vào tù rồi. Cháu đến cầu xin bác cứu cô ấy. Bác ơi, giữ chắc vào, nằm xuống, không được cử động. Ai đeo gì vào chân tôi thế này? Không được, nằm xuống đi. Tháo ra cho tôi, tháo ra. Bác ơi, bác thấy dễ chịu hơn rồi chứ? Tối qua chúng cháu tiêm morphine giảm đau cho bác. Bác bị ảo giác cháu. Bác à, mau gọi người nhà đến. Ăn uống đi lại, cần có người bên cạnh.
Này, làm ơn cho tôi hỏi, bà Diệp Như Đường ở phòng nào? Hôm nay có phải ngày thăm bệnh, tôi là con gái bà ấy, tôi đến chăm bệnh. À, hai người từ Los Angeles về à? Hả? Los Angeles? Bọn tôi từ An Sơn lên. Thế sao giờ mới tới? Sao nào? Bỏ mặc bệnh tình bà ấy à? Chúng tôi không đến thì cô không chữa ư? Phòng 302. Nói sớm có hơn không? Đây rồi. Để đây đi. Diệp Như Đường, tôi là con gái bà Lưu Đại Phàm. Chục năm rồi không gặp nhau ấy nhỉ? Trông bà già thế này rồi cơ à? Gặp ngoài đường chắc chúng ta không nhận ra nhau đâu. Bà thấy đúng không? Bạn trai tôi, Quách Phong. À, bà mau đưa chìa khóa nhà cho tôi đi, chúng tôi phải có chỗ ở trước. Đi đi, anh lề mề quá đấy, vội gì chứ? Cứ như mấy bà già ấy. Nhanh lên. Chết rồi. Chết á, đừng có đùa. Ai đùa, anh không đùa hả? Xem đi, ai nhiều điểm hơn. Đi đi. Rồi đấy, sao rồi? Sao rồi? Bác ơi, bác sao rồi? Tôi lại tiểu ra giường rồi. Này này, con gái như cô đến mà làm gì? Sao một chút tình cảm cũng không có vậy? Mẹ già ngã ra nông nỗi này, cô chẳng thèm ngó ngàng. Cô có lương tâm không đấy hả? Này, cô là cái thá gì hả? Đừng có lên lớp tôi. Bây giờ đến lượt bà ấy sai khiến tôi rồi đấy. Ôi, giày của cô đẹp đấy. Mua ở đâu thế? Đường Hoài Hải. Còn đúng đường Hoài Hải chúng ta chưa đi. Mẹ muốn ăn cua. Tôi chịu đựng bà đủ rồi đấy, biết không? Người ngoài đều nói tôi bất hiếu, nhưng bà tự hỏi mình xem có xứng là mẹ không? Bà đã làm tròn nghĩa vụ với tôi chưa? Năm xưa, rõ ràng bà không yêu người công nhân thô kệch lại cha tôi. Cơ sao còn lấy ông ấy rồi đẻ ra tôi? Lúc khó khăn, bà chỉ biết ở với chúng tôi. Đến khi có thể về Thượng Hải, bà nói ly hôn lại ly hôn. Bà còn gắn bó với Thượng Hải hơn lại cha và tôi. Giờ tôi cho bà biết, đến thăm bà thế này là nhân từ lắm rồi. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái cách bà rời bỏ cha con tôi. Một chút đau lòng bà cũng không có. Đối với người thân mà bà đi không thèm nhìn lại lấy một lần. Tôi cũng nghĩ lúc bà đến Thượng Hải như vậy, chắc hẳn bà thấy mình được hồi sinh đúng không? Thoát khổ rồi đúng không? Thỏa mãn chưa? Đáng đời bà.
Chúng là người xấu, là người xấu. Chẳng biết lễ phép gì cả, hạng vô giáo dục. Chúng là kẻ xấu đấy. Bà, họ không phải kẻ xấu. Họ sẽ đưa chúng ta đi Tân Cương thăm ba mẹ cháu. Thật chứ? Vâng. Các anh thả ra đi. Xin lỗi, xin lỗi. Nếu biết sớm đi thăm ba mẹ cháu thì đã không sao. Biết sớm mua ít bánh chưng đi có phải tốt không? Đúng rồi, bánh chưng. Khóa cửa chưa? Khóa rồi, khóa rồi. Khóa ga chưa? Rồi ạ. Tốt quá rồi. Phi Phi, trước khi đi, Khoan Khoan bảo bác đưa cháu cái đĩa này, nhưng bác quên mất. Ôi trời, già rồi trí nhớ kém lắm. Bao giờ Khoan Khoan lại đến? Còn phải chờ có dịp cơ. Và bác cũng phải về Đông Bắc rồi, không trụ nổi ở Thượng Hải nữa. Cháu đi làm rồi, ở một tiệm giặt là. Cháu gửi bà ngoại vào trại dưỡng lão. Vốn dĩ bác muốn đem mấy con chim này cho bà cháu. Cháu xem này, chúng rất đẹp phải không? Thank you.
Ôi, khoan khoan, cuối cùng cháu cũng tới rồi. Để cháu, để cháu. Bác khỏe không? Ôi, khoan khoan, có rìa mép rồi kìa. Chắc cũng sắp vỡ giọng nhỉ. Nào, khoan khoan, để bác giúp. Cuối cùng, cháu đã thành thằng què. Không để ý thì không nhận ra đâu. Dù sao trước đây, cháu cũng không đi khập khiễng. Ở phía sau tòa nhà kia kìa, sắp đến rồi. Đây rồi. Ăn nhiều một chút. Em ăn ở đây có quen. Cũng được ạ. Khi nào em đi Úc? Ăn Tết xong em đi. Bảo mẹ cho chị đi một chuyến với. Cả hai chị em cùng đi. Được đấy. Nói thật đấy nhá. Vậy chị đưa tiền cho mẹ em hả? Làm gì thế hả? Đồ vô liêm sỉ, suốt ngày chỉ biết ăn bám. Tôi ăn bám bao giờ? Tôi không làm thì thôi, đã làm là phải làm chuyện lớn. Lớn cái đầu anh, xéo ngay đi cho khuất mắt. Cút, cô vẫn không tin à? Sớm muộn gì tôi cũng đưa cô ra nước ngoài. Hơn 100 năm rồi sao còn chưa đưa tôi đi? Tôi gặp anh coi như là đồ ngu rồi. Chỉ khoác lác là giỏi. Tôi chỉ khoác lác ư? Chẳng phải tôi vừa tìm việc cho cô đấy thôi. Đầu bếp ở khách sạn Duyệt Khải còn gì. Anh xéo ngay đi. Tôi làm đầu bếp bao nhiêu năm rồi? Bắt tôi làm cả đời hả? Đầu bếp thì làm sao? Cô Đỗ lại giỏi trường nấu ăn. Chẳng làm đầu bếp thì được có tích sự gì? Cút ngay, tôi chịu hết nổi rồi. Cút đi cho xa, đừng có vác mặt về nữa. Cô là cái thá gì hả? Ai sợ ai chứ? Lưu Đại Phàm, trả tôi chiếc dây chuyền bạch kim tôi tặng cô. Đồ khốn, cút đi cho xa. Mau nhận thực đơn đi. Đi làm việc đi. Mau. Thank you.
đĩa đâu? Sao thế? Sao em không ngủ được à? Sao? Có chuyện gì à? Em thích một bạn. Bạn ấy không biết. Nhưng em biết bạn ấy không thích em. Sao vậy? Vì em bị què chân. Khoan, lần này bác không đi tiễn cháu được rồi. Để chị đưa cháu ra ga nhé. Hai bác còn phải đi bán hàng nữa. Ra nước ngoài nhớ học hành chăm chỉ. Vâng. Đôi này bán thế nào? Đôi đấy 60 tệ. Giả thật không đấy? Giả thì tôi ăn luôn. Tôi đi lấy phích nước nóng. Bán hàng sớm thế? Ông đi lấy nước ạ?